Còn sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với xu hướng và phong cách. Phát triển của tà áo dài Việt Nam được kể một cách sinh động và hấp dẫn qua bộ sưu tập áo dài xưa và nay của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, thương hiệu áo dài Dori. Bộ sưu tập là sự thành công trong việc tạo mối giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Son phấn duyên ôm dính từ sinh rất hiền, khung cương riêng dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương công que sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ cũng xanh bằng nhẹ nhàng tung bay. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét á đâu hứa 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 hứa. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tưởng từ sự tươi mới của mùa xuân và sự ngọt ngào trong tình yêu, bộ sưu tập áo dài Xuân Yên Ương của nhà thiết kế Đan Hà làm ấm lòng những ai yêu mến thời trang, đặc biệt là tà áo dài Việt. Từ đường kim mũi chỉ tinh xảo, họa tiết đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, bộ sưu tập là sự lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi trong ngày cưới. Thank you.
cách. Với thông điệp lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, bộ sưu tập mang tên Đại sứ áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Việt Hùng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Họa tiết hoa sen trên nền quốc phục vừa mềm mại nhẹ nhàng, vừa ấn tượng quyến rũ. Tất cả tạo nên một tác phẩm tuyệt vời, tôn vinh nét đẹp Việt. Thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc cho quý vị một ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui và đừng quên khung giờ phát sóng định kỳ của chương trình vào lúc 10 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 16 giờ 20 thứ ba tuần tiếp theo trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Nếu muốn xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào fanpage của chương trình Phong Cách và Cuộc Sống. Mọi thứ từ góp ý quý vị có thể gửi về công ty quảng cáo Gia Minh, Park 7 Vinhome Central Park, số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Xin chào và hẹn gặp lại. Nutox chăm sóc da collagen tổ yến, hân hạnh đồng hành cùng Phong Cách và Cuộc Sống.